nó chỉ đơn thuần dựa vào bằng chứng khách quan mà tìm ra nguyên nhân cái chết. Đó là những gì bác sĩ pháp y chúng tôi làm. Dừng lại ngay, không thể được. Một bác sĩ pháp y xuất sắc nhưng có tính cách quái dị, Jun Ji Hoon, và một nhân viên điều tra có niềm đam mê cháy bỏng trở thành bác sĩ pháp y, Da Kyung. Nếu người sống chỉ biết nói dối thì chỉ có tử thi mới nói thật. Cháu sẽ tìm kiếm sự thật từ họ. Hai người sẽ kết hợp với nhau như thế nào trong hành trình tìm ra manh mối sót lại trên thi thể nạn nhân để góp phần phá án? Mọi hành động đều để lại dấu vết. Ngay cả Kim Jong-woo cũng không biết rằng mình đã để lại dấu vết ở hiện trường vụ án. 29 tập phim Hàn Quốc Manh Mối Cuối Cùng phát sóng vào 17 giờ 45 phút hàng ngày trên NTV, bắt đầu từ trung tuần tháng 5 năm 2015. Mời quý khán giả đón xem.